Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình sẽ làm clip tiếp theo trên cái nick của bạn KT. Ok, thì mình đã vào trận rồi. Hôm nay thì mình đang chơi cùng với hai người. Đó là cây cú với cả vị tướng PIK là cái gì đây, mình không biết nữa. Rồi ok. Thì mình đang đang ở rank cao nhất ở trong ba người, thì thế mình sẽ được đứng trên cùng nhá. Có nghĩa là chọn tướng đầu tiên đấy. Hôm nay thì có lẽ nếu như mà thả Nakroth ra thì mình sẽ chơi tiếp tục về vị tướng Nakroth nhá. Ok. Rồi ok, mình sẽ chơi tiếp tục về Nakroth nhá. Đấy, cho mọi người xem cho nó chán luôn. Và điều đặc biệt hôm nay thì mình sẽ chơi vì về cái skin Playboy công nghệ. Đấy, một skin cực kỳ đẹp luôn. Thì để xem là... Nói chung là mấy ngày trước thì mình cũng đã... stream về cái trang phục Playboy công nghệ nhiều rồi, nhưng mà vẫn chưa có clip chính thức. Ok, thì hôm nay mình sẽ làm cái clip này về trang phục Playboy công nghệ nhá. Đây, trang phục rất là đẹp. Trời ơi, màu xanh huyền thoại, giống như là màu xanh của con rắn lục ấy, mà nó là cực kỳ độc, giống ý như con rắn lục luôn, không khác cái tí nào luôn ấy. Đấy, hôm nay thì bên kia thì không biết ai đi dừng đây, có lẽ sẽ là hiện tại chắc có lẽ sẽ là Triệu Vân đấy, không biết thế nào nữa, để xem S5 nào. Thua liền 7 trận rồi, mẹ may quá gặp mình ở đây rồi. Hy vọng trận này thì mình sẽ cố gắng giúp bạn người gọi là kết thúc cái chuỗi thua đấy. Ai sẽ trả cho mình hôm nay, có ai đây với sự góp mặt của vị tướng Ngô Không và Crest? Thì team mình sẽ trở thế. À, không phải có đây à? Bà ấy đứng giữa à? Natalia, bạn chắc tay thì bạn cứ đánh đi. Cái vấn đề gánh team cứ để tự lo cho. Còn nếu như mà bạn cảm thấy không tự tin cho lắm á, thì cố gắng đừng chết là được rồi. Nói chung là chỉ cần bạn chỉ cần không cần chết, chỉ cần giữ trụ farm, ok, không cần đi gank luôn. Đấy, đi gank là việc của mình. Xuống bạch kim 2 á. Ui trời, bạch kim mà bạn khóc lóc như vậy. Bình tĩnh thế nào, leo kim cương á. Ừ, đi leo kim cương có gì đâu. Ok, hôm nay thì mình sẽ làm clip Playboy công nghệ nha. Một trang phục rất là đẹp, nhìn rất là phê luôn. Tí nữa vào trận thì mọi người sẽ thấy cái sự ghê gớm của nó. Cái con này thì hiệu ứng nó rất là tốt. Khi mà mình sử dụng chiêu 2 thì nó hay là đánh thường, nó chém ra những cái gọi là màu xanh của hy vọng. Đấy, màu xanh của hy vọng đi ha. Hôm nay mình sẽ gặp Triệu Vân đi rừng nhá. Thì nói chung là Triệu Vân là một vị tướng lúc đầu trận hơi yếu một chút. Nó thực ra là vị tướng late game, rồi càng cuối trận thì nó càng mạnh. Nhưng mà lúc đầu thì nó rất là yếu. Zuka thì lúc đầu hay là lúc cuối cũng đều khá là bá đạo cả. Còn bên mình thì có những vị tướng late game rất là tốt như là Ngộ Không hay là Anlit chẳng hạn. Natalia về cuối trận cũng ngon. Bên kia thì có Lauria rất là khó chịu, nhưng mà có Gindu ở đây rồi. Lauria thì Gindu bay vào ulti một cái là hết múa luôn. Nhưng mà Gindu ulti nó này có vị tướng Châu Gan đấy, hóa giải mọi tình thế. Ok, thì để xem nào. Đây, trang phục rất là đẹp, nhìn rất là phê. Một viên đá quý đấy, không phải ít đâu. Màu xanh này là màu xanh mà không thể lẫn màu lá được luôn. Đẹp trai thế nào, ấy bạn lại cứ khen. Khen mình lại cứ ngại làm sao. Đấy, biết mình đẹp trai rồi. Đúng rồi, nay ngại lắm. Ngại quá trời, quá đất luôn ấy. Rồi, chương trị. Đấy, này, trang phục này, hiệu ứng này. Đấy, lướt qua này, hất tung này. Ấy giời, tóe máu luôn. Gặp nhau là tóe lửa tiền luôn. Tung bay táo, tung bay luôn. Này, đấy, lướt qua. Đấy, đẹp chưa, đẹp chưa. Ấy giời ơi. Đấy, khi mà cái chiêu một mà lầm thêm lần nữa thì nó rộng xuống đất thì nó tóe cái máu xanh lên, nhìn rất là phê pha nha. Rồi hất tung, đấy, chém này, ui ôi, đẹp thế này cơ mà. Một viên đá quý nó trả này cơ. Tiếc tí nào. Ok, tí nữa thì mình sẽ sử dụng chiêu cuối cho mọi người xem luôn.
cứ mình cứ mượn nick mà vào làm clip hay là livestream ấy thì nhiều người cứ kêu đại gia, nhưng mà để trả mình lại chả có đồng nào, chỉ là nick mượn thôi mà. Mấy bạn cứ căng thẳng cơ. Rồi đi ganh đường dưới nào. Á chà chà, tem bên kia đi theo bầy đàn à. Tập trung lạc đường, lạc lối này. Lên trời và chiếc cuối luôn. Đấy, chiếc cuối đẹp chưa? Rất là đẹp luôn. Chiếc cuối màu xanh ra trời. Úi giời ơi, chế công đầu luôn, kinh quá. Rồi, á chà chà, ý, đường hết qua đây này cậu ơi. Làm sao? Ê, lướt qua chém một cái thôi. Thấy lâu lâu trêu ngươi bạn một tí. Chẳng làm sao hết. Rồi, thì cái con này thì nó có cái chiêu 1 nhảy xa hơn là chiêu 2 nhá. Nếu bức tường đấy chiêu 2 không qua được đâu, chiêu 1 thì qua được. Đấy, trời đẹp chưa? Ôi giời ôi thơm. Đi mượn nick kia thế này mà có skill cuối, mà có skin B-boy không nghe luôn mình ghê chứ. Tại vì tính ra mượn nick nhưng mà bạn ấy yêu cầu mình làm clip thôi. Ai chà chà, ai chà chà, mình làm clip cho mọi người mà. Ai chà chà, chơi, úi giời thơm. Trời ơi. Mẹ hai bạn ấy kêu lần thua 7 trận liên tiếp đúng không? Giờ bạn đã vui chưa? Vui lên nha. Ê, trời ơi thơm. Mới có cấp 3 thôi à? Mình cấp 6 rồi bạn ơi. Cấp 6 rồi nè, hello. Hello, cấp 6 rồi. Rồi ăn rồng luôn. Đấy, tem mình mới cấp 3 thôi nhưng mà hiện tại thì mình đã cấp 6 luôn rồi. Gidu cấp 3 này. Alice cấp 4 này. Rồi bạn muốn làm gì đây? Chơi luôn này. Wow, hay quá. Ôi. Qua lục lúa con mối xanh chơi nào. Á chà chà. Ê. Ấy, em đừng có làm thế. Anh ngại lắm cơ. Úi giời ơi. Gà nó lao vào đã đành rồi. Mấy anh 3D anh cứ muốn lao vào mình mới chịu cơ. Mình có 3D đâu. Mình là đàn ông đích thực mà. Đấy, màu xanh là của X-Men đấy. Đấy, đích thực luôn. Có gì đâu mà phải chối bỏ cái giới tính của mình cái chứ. Nào B-boy gọi là boy không nghe. Đấy, boy có nghĩa là đàn ông đích thực mà. Đích thực này. Chạy đi đâu. Úi dồi ôi, bạn đứng xa mình quá. Gần tí nữa là mình xúc bạn luôn rồi đấy. Làm sao? À, chiêu cuối làm gì? Chiêu cuối thì cũng chết thôi bạn ơi. Chạy đâu làm sao mà thoát được. Zuka hả? Ra đây. Có bùi xanh không? Không có bùi xanh rồi. Lauria, ai chà chà, tới hết bùi xanh rồi cậu ơi. Tớ mà có mana là mình xúc cậu luôn ấy. Tại vì một anh chàng đẹp trai với lại boy như thế này, thấy gái là không thể bỏ qua được. Lụt lúa luôn. Thấy gặp là hôn luôn đấy chứ. Ngại ngùng gì. Dù bị mắng, bị chửi nhưng mà mình thấy là mình vẫn phải lao vào. Không nó kêu mình BD thì làm sao. Mình sẽ cứu bạn đây. Đây, ok. Cứu bạn thành công rồi, ok. Mình sẽ lướt qua, mình sẽ đi về. Đấy, một pha cứu cho bạn thì tướng Ngộ Không rất là đẹp mắt. Đấy, mọi người thấy chưa? Thấy mình cứu bạn Ngộ Không có ổn không? Nếu mà thấy mình cứu pha đấy quá hay thì nhớ cho mình gọi là một lời khen nhá. Nó sẽ có gì thì chả mất gì đâu, cứ bình luận thôi. Hoặc là cho mình một lượt like vào cái clip này cũng được. Đấy, cứu bạn như vậy, thế mà bạn chả thấy nói cảm ơn gì hết. Không một lời. Rất là buồn. Quá là buồn luôn. Cứu bạn đẹp như trong tranh luôn. Đấy, giống như một kịch bản mà bố Huy đã dựng sẵn. Nhưng mà cuối cùng là chả nhận được lời khen ngợi hào từ bạn. Rất là buồn. Rồi, ok. Bây giờ niềm vui duy nhất đó là mọi người xem video clip này thì nhớ cho mình một like nhá. Có ai ở dưới không? Ê, có rồng người kia, có rồng luôn. Nhưng mà từ từ bình tĩnh đã. Kiếm mạng ăn cái đá. Chứ nó no cái nào. Nó làm sao? Mà chạy đâu? Úi giời ơi, chết sớm thế. Từ từ mình trâu lì một tí cái nào. Ai để cho Ginu nó bắn là bắn chỉ thiên chết veo luôn. Này này, bên kia rất là đông nha, rất là đông nha. Rồi Ginu bạn làm gì đây? Bỏ đi bạn ơi, cứ bình tĩnh. Đấy, tem mình nó đang kéo cả đống cả đàn xuống thế này. Mình kéo con đàn cháu đống xuống thế này mới chơi được chứ. Đấy, khi mà chỉ có mỗi bố với cả mẹ thì làm sao mà chơi được. Kéo cả nguyên dòng họ tới luôn, đấm luôn. Hại gì. Ui giời. Làm sao, úi giời ơi. Chạy đi đâu, sao không hết tung nhỉ. Ê, đừng, bình tĩnh, phải hết sức bình tĩnh.
hai. Ơi trời, cố gắng lên, cố gắng lên. Mình không có mana nhưng mà vẫn đủ mana để mà xài chiêu. Chạy thôi. Ôi trời, cái gì đây? À, trời ơi, chưa kịp đến nơi bạn đã chết mất rồi. Nổ luôn á, kinh nề. Thứ này có Triệu Vân. Rồi, gái đến cứu Mui rồi. Trời, con trai con đứa gì chạy này, bỏ mặc cái thế này. Trời ơi, bạn như vậy là không được. Trời ơi, Triệu Tử Long mà làm thế là không ăn thua. Đấy, phải như bên mình này, đồng đội trên, mặc dù nam hay là nữ mình cũng cứu hết. Đấy, đây, trời ơi, thấy con gái để con gái nó tới cứu mà cuối cùng. Hay quá, Triệu Vân, hay quá. Bạn hay quá, đâu rồi, đứng lại cái nào. Không có giọt mana nào luôn. Xin lỗi bạn nhá, mình chỉ là một kẻ hết mana, tính cứu bạn cơ, tính trả thù cho Hindu cơ. Nhưng mà thật sự xin lỗi, anh chỉ là một thằng không có mana, cũng như là không có điều kiện. Rất là đáng tiếc, ok. Nếu có mana pha đấy thì Triệu Vân bên kia làm sao thoát được. Mình sử dụng chiêu 1, chiêu 2, chiêu 3 cái này, trời ơi, đấm cho thấm mắt liền. Đấm cái này chết luôn đi. Ê, Triệu Vân kìa. Ê, Triệu Vân ơi, giỏi máu ít thế này, anh này cứ hổ báo cơ. Anh này phải tình cảm như em thế này này. Làm gì thì làm, máu nhiều thì mình mới có thể làm lên tích sự được. Máu thì còn tí xíu, đứng tại thì đứng dưới lên thằng trên, không thèm biến về. Thế mới kinh cái chị. Các phải chi mà mình biến về đi, cầm cái máu ra hăm dọa người ta cũng sợ. Các em có chút xíu máu thôi, được 1/5 máu ấy, hù ai, hù nó này đấm cho thâm hết cả mắt luôn. Đấy, cái kết quả là mà nằm xuống rồi đấy. Rồi, tôi đã ở đây, rồi, chiêu cuối luôn. Á, chà chà, chiêu cuối. Ui giời ơi, bị choáng, chiêu cuối hơi muộn một tí. Rồi, hay quá, đấm luôn. Hay, dưới lượt bạn voi, bạn bỏ bạn luôn. Voi ơi, bạn bỏ bạn thấy có vui không? Bỏ bạn nhưng mà cũng chết. Thế mới buồn chứ. Nếu như mình bỏ bạn thì mình chạy về luôn thì không ai nói gì đâu. Đây, bỏ bạn mà cuối cùng cũng chết, thế thì bỏ làm gì? Mình chết phải chết chùm có phải hay không? Lên trời. Đấy, tôi không bằng đứa con gái. Hồi đấy mình thấy bạn Laurier bên kia, bạn thấy gặp nguy hiểm thì bạn còn lao vào. Đây bạn thấy bạn 3-4 người hội đầu một cái, bạn cắm đầu cắm cổ chạy luôn, để mặc cho bọn nó gọi là xé tóc xé tai túi bụi luôn, vớ va vớ vẩn, quá là kỳ cục. Rồi lao lướt vào đánh cái trụ luôn. Vâng, cái trụ đã được làm xuống luôn, hay quá. Rồi rồi ơi, mình di chuyển quá hợp lý trận này luôn đấy, phải nói là cực kỳ hợp lý luôn. Đây, mặc dù giết thì rất là ít nhưng mà hỗ trợ cũng rất là bá đạo. 7 mạng luôn, đi gì nữa. Đi tới đâu là giết đến đó. Di chuyển hợp lý từng cm một luôn. Ghê. Đấy thì mọi người xem livestream của mình chắc nhiều thì mọi người cũng biết rồi. Mình chơi thì cũng không đến nỗi tệ cho lắm, cũng biết chơi sơ sơ. Đấy, livestream mà nhiều lúc mà máy ngon lành. Úi trời ơi, cứ win thì gọi là win hoài luôn. Úi trời ơi, lên chơi. Làm sao? Đi viện nhé cưng. Đấy, hết mana này. Hết mana, úi trời có mana luôn. Đánh nhẹ một cái thôi. Đấy, mọi người thấy Nakaros này đẹp chưa? Đấy, được tăng sức mạnh ấy nha. Chấm gió thôi. Skill cuối, nói chung là skin đẹp thì đẹp, nhưng mà sức mạnh thì vẫn thế. Mình cứ chém gió cho nó tăng sức mạnh vậy chơi chứ. Á, à, chà chà. Ê, Triệu Văn ơi, úi trời ơi, mình lướt gì đây, cái gì đây? Bạn làm gì? Bạn đã đừng tưởng mình lạc lối, không có lạc lối đâu. Mình giả bộ lướt vào ăn trụ cho bạn vui thế thôi. Nào nào nào, á, chà chà, máu hết rồi. Rồi bây giờ thì mình sẽ qua mình lúa cái con này luôn. Đây bây giờ thì máu với số lượng máu như thế này mình thấy hơi ít. Ăn cái đã. Đấy, cái con này cái chiêu 2 của nó, cái hiệu ứng của nó, nếu như mà mình lướt lại vào mắt tường á thì cái đường dây nó lại lướt qua bên qua mình một tí, nhìn rất là đẹp nhá. Nào, úi trời ơi, tiền cả đấy bạn ơi. Đẹp lắm nhưng mà tiền cả đấy bạn ơi. Không phải đùa đâu, úi trời ơi. Mình không phải là người bỏ đồng đội. Quay vào giết luôn. Nào, chơi luôn, đúng rồi, chơi luôn. Rồi chết thì thôi, ngại cái gì. Đúng rồi, hay quá. Vâng, quá là tuyệt vời. Trời ơi, hay thế nhỉ. Sao mình hay thế nhỉ. Ngon. Giết được 8 này mà chết không. Hỗ trợ được 9 luôn. Đấy, skin đẹp quá khác. Nó bất tử luôn, mới ghê chứ. Đấy, nếu mà skin thường thì mình chết 1-2 mạng cơ.
Cái gì đây? Nhảy cái gì? Bạn nhảy làm cái gì? Nhảy làm sao được? Tớ là tớ tha đấy cậu ấy. Tớ buồn một tí nữa, tớ bằng chủ tớ giết cậu luôn, ông chủ luôn ấy. Nhưng mà chủ trong nó bắn đau lắm, chứ không nổi đâu. Đây, ok, có bùi xanh rồi. Qua lụm lúa có bùi xanh luôn. Rồi, trời ơi, lên trời luôn, mới kinh nhỉ. Này thì lên trời này, hai là lên trời là chết ngay. Rất là đông luôn, bên kia rất là đông luôn. Cơ hội của mình đây rồi, hãy xem ta đây. Đó, vâng, một pha lao vào chém gió tung trời luôn. Đấy, đấy, đấy mới gọi là Nakarot. Nakarot là phải chém gió. Chém gió được, đó mới gọi là Nakarot. Tôi chết rồi, chết Ginu rồi. Mình sẽ tới cứu bạn đây, lên trời này. Vâng, cứu bạn rồi, mình chạy thôi. Ê, chạy để gặp ngay chú voi con ở bản đồn. Nào, chú voi coi, nên đuổi theo tớ đi. Đuổi theo này. Rồi, đuổi theo làm cái gì? Ai bảo cơ, mình chỉ hù dọa thế thôi. Mình chỉ giỡn thế thôi. Ai bảo dí theo làm gì? Rồi xong, trận đấu này có lẽ sẽ kết thúc ở đây thôi. Mình sẽ qua này con rồng luôn, xong rồi mình sẽ đẩy lên luôn nhá. Trời ơi, bạn kia bắn 10-0 luôn kìa. Bạn Natalia, bạn thua 7 trận liên tiếp mà bạn cuốn cho 10-0 luôn á. Nhưng mà bạn ấy KS kinh lắm. Hay còn gọi là thánh KS luôn, lúc đầu mình đi ganh đấy. Toàn bị KS thôi. Ê, hello, Dư Béo. Vâng, Dư Béo thấy mình, bạn ấy cứ giống như là ôi dồi ôi, sợ quá, Nakarot nó xanh quá. Không nên chơi, mình không nên dây vào lửa. Đúng rồi, lửa gần dơm lâu ngày cũng cháy. Không nên dây vào nó, mình chạy về thôi. Cái gì đây, lên trời, vâng, rất là đẹp. Rồi, và hai lần lên trời. Và trận đấu này hôm nay có lẽ sẽ kết thúc ở đây thôi. Bên kia chơi hết hai mạng luôn rồi. Rồi, hãy xem đây, trời, bố Tuấn ơi, anh đến với em đây. Em sẽ đi đâu đấy, có anh ở đây rồi. Hãy xem đây, lên trời, vâng, lên trời liên tục luôn. Nhưng mà người hạ gục không phải là mình, mà đó là bạn Natalia. Rất là tiếc, đấy. Đánh như vậy luôn mà chỉ được có 8 mạng. Hỗ trợ thì gọi là ông chùm luôn rồi. Rồi, kết thúc trận đấu thôi. Đấy, lên trời, vâng, và lên trời tiếp tục. Lên trời, úi trời ơi, lên trời hay quá cơ. Rồi, tuyệt vời ông mặt trời. Và trận đấu này, thôi này là xin kết thúc ở đây mất rồi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong clip sau nhá. Mọi người xem clip thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình với nha. Lâu lâu mà thấy cái quảng cáo á, thì click vào đó trong vòng cho mình vài giây coi. Hoặc là xem cho mình vài phút quảng cáo là được rồi. Để cho mình kiếm thêm gọi là ít tiền mua sữa cho con ấy mà. Thôi cảm ơn mọi người nha. Nếu như mọi người không xem không sao đâu. Ok. Đấy, chùm hỗ trợ luôn. Giết được 8 chết 0, hỗ trợ 17. Best hỗ trợ luôn. Được triple kill luôn. Ghê chưa? Rồi, ok, bye bye.